Vâng, xin chào quý vị. Cường Ngạc đang có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ở đây có cái triển lãm Sơn mài miền Bắc, tập hợp các họa sĩ Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Cường, Vũ Tuấn Dũng, Đặng Hiền và Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Trạng Đòn cùng tham gia cái tuần triển lãm Sơn mài tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong xem ha. Vâng, đây là cái không gian triển lãm ở cái sảnh chính. Sảnh chính ở đây. Đây là tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Bản. Chúng ta xem qua một lượt. Đây là cái tiểu sử ngắn gọn của các họa sĩ chuyên về sơn mài. Đi qua cái lối nhỏ thì vào trong các phòng, có các cái tranh. Đây là tác phẩm Chiều Quê của họa sĩ Vũ Tuấn Dũng, Năm Dậu, Hai Mái Đầu. Đây là một tác phẩm tranh sơn mài của Vũ Tuấn Dũng. Và chúng ta tiếp tục qua cái không gian phòng lớn hơn. Nơi đây có các cái tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Hòa, rất là dễ thương, và sơn mài với cái bút pháp nhẹ nhàng, cái đề tài tình dị tình hoa. Nên là cái tác phẩm này đẹp. Tác phẩm này đã được gắn nơ mua một cái cảnh vật tình hoa rất là đẹp, sơn mài nhẹ nhàng. Đây là tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Bản. Nguyễn Văn Bản này cũng có một số tác phẩm trưng bày tại đây. Đây là một tác phẩm Cạn Cá của họa sĩ Nguyễn Văn Bản, với cái chất liệu sơn mài truyền thống, được họa sĩ thể hiện rất là công phu. Không gian triển lãm, chúng ta tiếp tục ngắm qua các cái tác phẩm nhẹ nhàng dễ thương của họa sĩ Nguyễn Thị Hòa. Cô gái nhẹ nhàng xuân thì xinh đẹp. Đây là một tác phẩm sơn mài thiếu nữ với một con mèo, được họa sĩ thể hiện trên cái nền áo gấm hoa, tiết tấu nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú đẹp. Đây là cũng là tác phẩm của họa sĩ nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hòa, với chân dung của một thiếu nữ đang làm duyên, cái gam màu ấm và áo gấm hoa làm cho bức tranh rất là tươi vui đẹp. Chúng ta cùng qua một cái không gian tiếp theo. Đây là một cái tác phẩm lập thể của họa sĩ Nguyễn Văn Bản, tên là Thôi Bạn, chất liệu sơn mài. Như quý vị xem lần lượt qua các họa sĩ ở đây. Đây là họa sĩ Nguyễn Văn Bản, thể hiện một cái đề tài cuộc sống bình dị trong một cái chợ hoa buổi sáng sớm. Đây là du khách ngắm tranh. Một cái sinh hoạt rất đời thường
một cái góc phố bên ven đường. Họa sĩ đã thể hiện lại trong cái khoảnh khắc ấy. Chất liệu sơn mài và thật là tuyệt vời, đẹp. Phố tôi. Và đây cũng là một cái đề tài bình trong đời sống bình dị của họa sĩ Nguyễn Văn Bản. Cái tên bức tranh là Ngoại Thành. Sơn mài. Và đây là một cái tác phẩm Nguyễn Thị Hòa, Cô Gái Bên Hoa. Một tác phẩm nó nhẹ nhàng, đẹp và đã được sưu tập. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Và trong triển lãm này cũng có nhiều du khách đến tham quan. Bức thiếu nữ bên bình hoa sen với con mèo. Hình tượng này chúng ta liên tưởng đến cái bức thiếu nữ bên hoa huệ của Tôn Ngọc Vân. Tuy nhiên mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Bức này cũng đã được sưu tập. Bức của họ Nguyễn Thị Hòa tiếp theo, Cô Gái Áo Hoa, muốn là một tác phẩm đẹp nhẹ nhàng. Giờ chúng ta cùng đi qua một cái không gian tiếp theo. Rồi. Chúng ta tiến vào một cái phòng trưng bày lớn. Nơi đây có nhiều tác phẩm lớn hơn. Và chúng ta lần lượt chúng ta xem. Đây là các cái tác phẩm của họa sĩ Vũ Tuấn Dũng. Chuyện hai người, em bé. Nhìn bức tranh này chúng ta cũng liên tưởng đến một cái tác phẩm nổi tiếng, cái bút pháp của họa sĩ Nguyễn Sáng, tranh trừu tượng Vũ Tuấn Dũng. Đây hình tượng của chó và mèo Vũ Tuấn Dũng. Đây là những tác phẩm sơn mài của họa sĩ Nguyễn Trọng Toàn, cũng là một họa sĩ trẻ ở ngoài miền Bắc. Đề tài thiên nhiên với đôi mắt của vũ trụ. Hình ảnh thiếu nữ trong một cái không gian hư ảo. Đây thiên nhiên. Rồi, lần lượt chúng ta cũng tiếp theo các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Trọng Toàn. Chủ đề dung dị trong cuộc sống. Ở đây hình tượng ba cái ngọn đèn sắp sáng và một cái đôi mắt của nhân gian rọi xuống bóng thời gian hư ảo của một cái dòng đời đang chìm. Cũng là một hình ảnh rất đời thường, chiếc ghế, bình hoa. Bút pháp của Nguyễn Trọng Toàn nhẹ nhàng, dung dị trên cái chất liệu sơn mài. Này một tác phẩm nữa của Nguyễn Trọng Toàn, mô tả đêm rằm bên cái bình hoa thiên điểu. Và đây một tác phẩm gái quê với một cái ước mơ, một cái ước muốn dung dị, hình ảnh hạt giấy bay giữa không trung với đêm trăng rằm. Một cái vải lụa vắt ngang bên một cái thân người bờ vai trần nằm khỏa thân, để nói lên cái sự kết nối giữa con người đang hòa vào với tạo hóa.
Và đây tác phẩm nữa của Nguyễn Trọng Toàn, Điệu Múa. À, chúng ta tiếp tục xem nào quý vị. Và đây là các cái tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Tiến. Chủ đề là biển sớm, chất liệu cũng là sơn mài. Mô tả một cái hình ảnh đời thường của một buổi bình minh dọc theo bờ biển, mà chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam hình chữ S, với trải dài từ Bắc tới Nam, với hơn 3.000 km bờ biển, thì những hình ảnh này rất là thân quen trong cuộc sống. Họa sĩ thể hiện một cách là kỹ lưỡng, chỉnh chu, sắc màu đẹp, sang trọng. Và đây cũng là một tác phẩm tiếp của họa sĩ Nguyễn Thị Tiến. Gam màu của Nguyễn Thị Tiến lúc trầm êm đềm, nhưng cũng có những bức gam màu tươi vui soi nổi. Các cái gam màu son lục lam, được thể hiện đầm thắm nhẹ nhàng. Và đây tác phẩm đây đã được sưu tập, tên là Chiều Quê, Chiều Về, cũng chất liệu sơn mài, được một nhà sưu tập mô tả một cái cảnh buổi chiều, đàn trâu đi về trên bờ con đê. Phong cảnh Mộc Châu cũng của Nguyễn Thị Thiên. Đây là một cái khung cảnh ven Hồ Gươm, chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh thoát ở hiện lên một góc nhìn về Hồ Gươm. Đây là cổng thành vào Quốc Tử Giám, được thể hiện với sắc màu lục nhiều. Giờ chúng ta qua một cái không gian khác nữa thưa quý vị. Đây là phong cảnh Mường Lát, sơn mài của Nguyễn Thị Tiên. Chiều Hải Bình. Chúng ta đi qua một cái không gian tiếp. Ở bảo tàng này thì được thông gió và thoáng một cách tự nhiên, chúng ta nghe rào rào tiếng quạt gió chứ không có máy lạnh điều hòa để giữ ẩm. Tất cả là thiên nhiên, được sử dụng lại từ cái tòa nhà của chú Hỏa tại 97A Phó Đức Chính. Nơi đây trở thành nơi triển lãm mỹ thuật thường xuyên và được biết đến nhiều. Chúng ta đang xem các tác phẩm của họa sĩ Đặng Hiền, nhẹ nhàng, qua một cái bút pháp nhẹ nhàng, chủ đề bình dị. Họa sĩ Đặng Hiền khắc họa lên một số cái hình ảnh thiên nhiên qua chất liệu sơn mài. Đây, các cái tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường. Tuấn Cường, sắc màu trong tranh của Nguyễn Tuấn Cường thì tối trầm mặc, nó gần gũi với cái chất liệu của sơn mài. Tuy nhiên cái sắc độ thì tối quá. Chúng ta tiếp tục qua một cái không gian triển lãm tiếp theo. Ở đây có nhiều bức đã được gắn nơ sưu tập. Tiếp theo của Nguyễn Tuấn Cường. Đây các cái gam màu nhẹ nhàng tuyệt vời hơn đã được thể hiện.
vẫn đang tiếp tục chúng ta xem các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường, hình ảnh chiều quê của một ngôi làng, làng quê chúng ta, chiều cao nguyên, trên cao nguyên. Còn đây là hình ảnh của họa sĩ Đặng Hiền, chủ đề thiếu nữ, các cô gái vùng Tây Bắc với sắc màu sặc sỡ được thể hiện qua bức sơn mài rất là tươi vui. Thiếu nữ Đặng Hiền, thiếu nữ Đặng Hiền, và đây cũng là một tác phẩm thiếu nữ của Đặng Hiền. Hình ảnh xoắn ốc, ma chê xoắn ốc tạo lên chúng ta liên tưởng đến những bức tranh nổi tiếng The Kiss của Klim. Chúng ta qua tiếp một cái không gian triển lãm qua một cái bút pháp thể hiện khác của họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường. Ở đây họa tiết được dữ dội hơn, các hình thể mạnh mẽ hơn để mà thể hiện các cái sắc thái của con người đang quằn quại chuyển động trong cái không gian, được thể hiện bằng chất liệu sơn mài. Họa sĩ đi sâu vào cái sự chuyển động của cái hình thể của con người, cái cốt, cái tinh thần, cái sự chuyển động trong cuộc sống vốn không đứng yên. Ở đây hình thể của con người cũng vậy, luôn luôn chuyển động. Tất cả những tác phẩm này là của họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Mạnh Cường. Tác phẩm nữa của họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường, cái hình thể, hình thái thể hiện trong tranh nó tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn, góc nhìn ẩn ý, dễ sợ, nó mang một cái sinh khí, một cái sắc thái dữ dội khi chúng ta ngắm bức tranh này. Ở đó cũng là cái bản thể, các phần bên trong của con người được che bởi cái vỏ bên ngoài. Đây là một tác phẩm rất là đặc biệt của họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường, khi thể hiện cái hình ảnh của người đứng trước phía sau là người lính, giống như là thằng chết đang cầm lưỡi hái và ở trên đang ngắm nhìn. Quỷ dữ sẽ đang ngắm nhìn chúng ta. Một số họa sĩ, số tác phẩm của họa sĩ Đặng Hiền. Và chúng ta đã xem qua cái không gian triển lãm sơn mài Bắc của các họa sĩ đến từ miền Bắc tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ các họa sĩ cũng có mặt ở đây, chúng ta sẽ gặp một vài họa sĩ. Chào các bạn, đây là họa sĩ Nguyễn Văn Bản. Anh đến từ Hà Nội. Hôm nay anh có một số tác phẩm trưng bày ở tại bảo tàng này và cũng đã được sưu tập kha khá rồi. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Anh có thể giới thiệu sơ qua dùm cho em một số cái thông tin mà đang trưng bày tại cái đợt này. Trong cái đợt triển lãm này của nhóm Sơn Mài Bắc ấy, thì tôi có 8 tác giả. Chủ yếu là những tác giả rất là tâm huyết về cái kỹ thuật sơn mài truyền thống.
trao đổi nó gần như là trung thành với chất liệu đấy. Yeah. Và nhóm khán giả cũng là chơi với nhau và thân nhau rồi là vợ chồng bạn bè cùng nhau ở đây để chụp triển lãm. Yeah. Và 107 tác phẩm. Yeah. Yeah. Anh giới thiệu sơ qua giùm em về cái tác phẩm này. Đây là tác phẩm hoa ba trong những cái hoa loa kèn đặc trưng của miền Bắc. Yeah. Những cái mùa tháng 3, tháng 4, đầu cuối tháng 3 và đầu tháng 4 cũng có. Yeah. Đây là tác phẩm tôi sử dụng hoàn toàn cái chất liệu của tự nhiên. Yeah. Chai, trứng, quả ốc, nhồi và cái phần gắn khác nhau bằng các cái màu sắc để tạo ra những cái chất liệu mà nó rất là thiên nhiên. Yeah. Có một cái gam màu phù hợp với khắp cái gam màu đen đỏ vàng truyền thống ngày xưa. Yeah. Mùa tháng 3 mát mẻ cho nên là nhìn các cô gái cũng rất là mát mẻ, rất là rực rỡ đúng không? À. Đây là một trong những cái nét đẹp của cái Bắc, khi mà đi mùa hoa thì người ta bán hoa và thường mấy cô gái chọn có đường cắm. Dạ vâng. À, ở đây có rất là nhiều nhà sưu tập người ta đến xem, mà em mới thấp thoáng đây nhìn thấy có một nhà sưu tập cũng đang đứng ở đây. À, anh đã gặp họ chưa? À. Cũng có một vài người đã mua được tranh của chúng tôi. Vâng. Ở đây 5 tác giả đã bán được cho các nhà sưu tập và những người yêu thích. Dạ vâng. Dạ. À, vậy giờ mình gặp thêm một nhà sưu tập đang đứng ở bên ngắm tranh của anh bên kia ha. Đây, à, xin giới thiệu anh, đây là một cái người cũng đam mê về mỹ thuật, anh là nhà sưu tập trẻ và cũng đang đứng ngắm tranh của anh đây, họa sĩ bản. À, chúng ta cùng làm quen tí, anh giới thiệu sơ qua cho anh biết về cái kỹ thuật sơn mài tí. Dạ. Sơn mài. Dạ, chúng ta cùng. Sơn mài Việt Nam thì trong mình đã làm từ lâu rồi. Rồi, cảm ơn họa sĩ.
anh thì anh cảm nhận như thế nào về các tác phẩm này? Mình xem các tác phẩm sân mài Bắc thì mình có một ấn tượng là các nghệ sĩ trong đó thì đã lên được đã làm chủ sự làm chủ các điệu sân mài và đặc biệt là sân mài theo lối của Việt. Các tác phẩm này thì mình sẽ hiểu trình độ sáng tác cũng như là cái cảm cái mỹ cảm nhau. Tức là các họa sĩ làm việc rất là nghiêm túc đúng không? Đúng rồi. Cảm thấy đây là một cái dịp rất là may mắn khi mà được triển lãm và được giao lưu với các vị nghệ sĩ. Ok rồi, cảm ơn anh.